Xin chào tất cả các cô chú bác và các anh chị. Mình tên là Bùi Xuân Hòa, năm nay mình 45 tuổi. Mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Sơn La. Hiện nay thì mình đã vào Syria được hơn một năm. Thì cũng nói thật với mọi người là để mà mình ngồi đây được hơn một năm rồi thì cũng không phải đơn giản. Nếu mà trước hết thì mình đến với Syria bằng những dòng sản phẩm là mình được trải nghiệm. Đấy, bằng cái sản phẩm đầu tiên đó là Formula 4. Vào một ngày đẹp trời thì trước đây mình đang làm ở công ty cũng chăm sóc sức khỏe khác, đó là công ty sữa Lon. Nhưng mà khi mà mình bị gặp vấn đề về sức khỏe thì cái mà sản phẩm của công ty đó nó không giải quyết được cho mình. Và một ngày đẹp trời thì mình có gặp người hướng dẫn của mình, đó là em Hạnh bây giờ, và mình lấy một lọ Formula mình sử dụng. Thì trong quá trình mình hôm đấy là mình bị sốt, ho và viêm họng, sưng hạch rất là nặng ở hai bên dưới hàm này. Thế là Hạnh có đưa cho Hòa một lọ Formula 4 và ngày đầu tiên Hòa về uống, ngày thứ nhất, ngày thứ hai và ngày thứ ba thì khỏi hoàn toàn. Và sau đó thì mình tuyệt đối tin tưởng vào cái dòng sản phẩm này và mình có lấy về cho toàn thể gia đình dùng. Thì trước hết cái kết quả sản phẩm của Hòa là đã giải quyết được tất cả các vấn đề mà bấy lâu nay Hòa đang mắc ở trong cơ thể. Đó là trước đây Hòa cũng có bị các vấn đề về viêm loét dạ dày là một, bị trĩ là hai, các vấn đề về cả và bị cái vấn đề bị viêm gan B thì mình bị từ trước rồi. Mà qua quá trình mình sử dụng rất nhiều các sản phẩm và vào đây hỗ trợ 100% về đào thải thanh lọc cũng như là tăng cường năng lượng thì hiện nay tất cả những cái vấn đề trong cơ thể của Hòa không còn nữa. Đi khám thì tất cả các chỉ số đều về trạng thái là khỏe mạnh. Và cái chỉ số virus ở trong gan cũng không còn bây giờ trở về là âm tính rồi, không còn dương tính nữa. Đấy là cái kết quả của riêng bản thân Hòa. Còn đối với gia đình Hòa ấy, thì là với vợ con này, vợ thì trước trước kia là chuyên lúc nào cũng kêu đau đầu này, rồi là táo bón này, đấy, huyết áp thấp và xương khớp. Thì đến ngày hôm nay dùng cũng giải quyết được 80-90% rồi và mình vẫn tiếp tục cho gia đình sử dụng. Và một cái niềm vui vui nhất của Hòa nữa là người mẹ của Hòa sinh ra Hòa, bà năm nay cũng gần 80 tuổi, bà bị huyết áp của bà không ổn. Trước hết là cái vấn đề nặng nhất là về vấn đề Parkinson. Đấy, Parkinson thì bà đã bị 15 nay rồi và cứ lúc nào cũng uống thuốc tây nhiều quá thì lại ảnh hưởng đến vấn đề về huyết áp. Huyết áp thì lúc thì cao, lúc thì thấp, lúc thì lên đến 180-200, lúc thì xuống đến 80. Nên là gia đình mình với bản thân mình là con cái và mình cứ đùng một cái thì trong một tháng thì mẹ phải đi viện đến 3 đến 4 lần và con cái thì vô cùng lo lắng và không làm ăn được cái gì cả. Nhưng mà cho đến khi mình biết được những dòng sản phẩm tốt như này và có cho mẹ mình sử dụng thì đến một năm nay từ kể cái ngày mà cho mẹ dùng ấy thì bà không cần phải sử dụng đến một viên thuốc tây nào cả. Đấy. Mà huyết áp bây giờ trở về trạng thái cân bằng 120 rất là chuẩn. Và những cái dòng sản phẩm ở đây thì bây giờ khi mà đã giải quyết được tất cả các vấn đề mãn tính cũng như là cấp tính trong gia đình Hòa thì bây giờ Hòa dùng 100% để bổ sung và chăm sóc, chủ động chăm sóc sức khỏe của mình. Tức là hàng ngày mình dùng tất cả các cái sản phẩm về đào thải, thanh lọc, năng lượng và cân bằng để làm sao cho mình giữ cho mình an toàn và bản thân cả gia đình mình cũng như là mình đã chia sẻ được rất nhiều cái kết quả mà các cái tư vấn viên của mình vào đây cũng có cái kết Xin cảm ơn sự chia sẻ của anh Bùi Xuân Hòa. Một cái chia sẻ rất là tuyệt vời từ phía gia đình anh cũng như là toàn thể gia đình. Những cái kết quả chúng ta thấy là từ cả các vấn đề về Parkinson.